Thủy Tiên và Hennie chạm mặt bất ngờ, làm gì mà khán giả hai bên đấu khẩu cực gắt. Thủy Tiên trông sắc sảo quyến rũ với chiếc đầm dây màu đen huyền bí và sử dụng tuyệt chiêu son đỏ khiến fan càng thêm mê mệt. Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 được nhận xét là ngày càng thăng hạng. Nổi danh là hai nàng hậu đông fan nhất nhì vê biết cũng như từng lập thành tích vẻ vang khi đại diện Việt Nam mang chun đi đến xứ người. Hồ Hennie và Thủy Tiên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả mỗi khi có dịp hội ngộ. Gần đây, hai người đẹp cùng tham dự một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và khiến nhiều fan trầm trồ trước khoảnh khắc chụp chung. Cả hai đều toát lên vẻ đẹp lôi cuốn, mỗi người một vẻ khó phân thắng bại, ai hơn ai. Người đẹp đến từ Đắk Lắk diện chiếc đầm quay ngực, tóc uốn bồng bềnh như nàng thơ. Sau 5 năm kể từ ngày được gọi tên vào top 5 Miss Universe, Hồ Hennie vẫn giữ vững phong độ và thậm chí ngày càng chín mùi về nhan sắc, thần thái. Khi đó, Thủy Tiên trông sắc sảo quyến rũ với chiếc đầm dây màu đen huyền bí và sử dụng tuyệt chiêu son đỏ, khiến fan càng thêm mê mệt. Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình, nhan sắc của người đẹp 1998 được nhận xét là ngày càng thăng hạng. Cách đây 6 tháng, hai nàng hậu cũng từng có dịp tham dự một buổi ra mắt phim tại Philippines. Lần đó, Thủy Tiên chọn bộ váy ôm sát giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy của cô. Ngược lại, Hồ Hennie xuất hiện với vẻ đẹp quyền lực trong bộ váy đen và khoe đôi chân dài trứ danh. Cô còn kết hợp phụ kiện là khăn trùm đầu để ấn tượng khi xuất hiện tại sự kiện ở nước bạn. Một sự trùng hợp thú vị là ở hai lần đỏ sắc, Hồ Hennie và Thủy Tiên vô tình đổi son đỏ cho nhau. Nếu như sự kiện ở Philippines, người đẹp ED chọn màu son đỏ trầm và có phần nổi bật hơn, thì lần ở Việt Nam, Thủy Tiên lại phát sóng với son đỏ cùng nước da trắng mịn không chút tì vết. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hội nhóm người hâm mộ Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên với hơn 100.000 thành viên bất ngờ biến mất khỏi nền tảng Facebook. Song song đó, nhiều bài viết với mục đích chuyển nhượng lại nhóm fan club cũng được chia sẻ rộng trên khắp các diễn đàn sắc đẹp Việt, thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Với số lượng thành viên vượt ngưỡng 100.000 đã giúp người đẹp sinh năm 1998 trở thành nàng hậu Việt có lượng người hâm mộ nhiều nhất. Bên cạnh đó, sau thời gian dài hoạt động tích cực, năng nổ của đông đảo người hâm mộ, các chỉ số phát triển cho một group fan club trên nền tảng số đều chạm mốc tốt trở lên, đạt lượng tương tác khủng. Mới đây, trong nhóm trò chuyện cộng đồng của mình, Thủy Tiên chính thức công khai tình hình thực tế của fan club sau tin đồn bị rao bán. Cụ thể, cô nàng chia sẻ đường dẫn giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận hơn với hội nhóm mới, kèm dòng tin nhắn vào group cùng Trinh Nha. Theo đó, fan club của mỹ nhân Sài Thành chính thức đổi tên thành fan club Nguyễn Thúc Thủy Tiên Miss Grand International 2021. Hiện tại, nhà mới của nàng hậu có hơn 8.000 thành viên tham gia. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ hơn một năm, song sức hút của Thủy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người đẹp 9X thu hút ánh nhìn, chiếm sóng sang chảnh tại nhiều sự kiện danh tiếng của Vbiz. Điều này cũng giúp cô nàng có được một lượng lớn tài nguyên về thời trang, nghệ thuật. Nguyễn Thúc Thủy Tiên sinh năm 1998, cô từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Năm 2021, người đẹp xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International và trở thành mỹ nhân được ranh đón hàng đầu làng giải trí nước nhà.